Từ nhỏ tôi đã không có bố, mẹ lại thường xuyên nằm viện, nên tôi chỉ học hết lớp 12 là đã phải đi xin việc làm. Tôi làm công nhân may mặc cho một xưởng gia công cách nhà hơn 1 cây số, không dám đi xa, vì sợ lỡ như mẹ tôi có chuyện gì thì tôi còn chạy về nhà kịp. Chủ của tôi là anh Nhật, hơn tôi 3 tuổi, anh ấy trả lương không quá cao, nhưng ổn định, đủ để tôi trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Anh Nhật từng tỏ tình với tôi, còn sẵn sàng lấy lòng bằng cách cho tôi vay mượn tiền không lấy lãi, để đưa mẹ đi viện khám chữa bệnh thường xuyên. Anh Nhật còn giúp tôi gửi tiết kiệm online được vài triệu. Thấy anh Nhật tốt như vậy, từ ban đầu vô cảm, dần dần tôi cũng có cảm xúc và có ý định nhận lời làm bạn gái của anh ấy. Nhưng rồi vào mấy tháng trước, mẹ tôi ngất xỉu, được anh hàng xóm đưa vào bệnh viện giúp. Khi tôi đến nơi thì nghe bác sĩ nói bệnh của mẹ tôi đã ở giai đoạn cuối, e là khó sống qua Tết năm nay nếu không được ghép thận. Bác sĩ khuyên tôi nên chuẩn bị một số tiền lớn để đưa mẹ lên tuyến cao hơn, và cũng nên chuẩn bị tinh thần. Tình trạng bệnh của mẹ tôi rất khó nói trước, nhưng toàn bộ tiền tiết kiệm online của tôi chỉ như muối bỏ bể, không biết phải làm sao. Tôi bật khóc tại chỗ. Trong lúc tôi đang đau khổ khóc lóc thì anh hàng xóm nói anh sẽ giúp đỡ em một khoản tiền lớn để em đưa mẹ lên bệnh viện tuyến trên chữa bệnh, nhưng đổi lại anh muốn em làm mẹ của con trai anh. Em thấy sao? Nghe anh ta nói mà tôi trợn tròn mắt, đầu óc băn khoăn, chẳng lẽ anh ta đang cầu hôn tôi? Nói về anh hàng xóm, anh ta tên Dương, hơn tôi tận 1 con giáp, đã trải qua 3 đời vợ nhưng chưa có con. Tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao cứ cưới vợ tầm 1 năm là anh ta lại chia tay. Trước kia khi anh Dương ly hôn lần đầu tiên, mẹ anh ta đã sang nhà hỏi cưới tôi, nhưng tôi không đồng ý. Nhưng bây giờ đứng trước tình cảnh mẹ đang bị bệnh nặng, cần khoản tiền lớn, tôi dao động không biết có nên nhận lời làm vợ thứ tư của anh Dương không. Còn về anh Nhật, tôi biết anh ấy yêu thương tôi, nhưng kinh tế của anh ấy không bằng anh Dương, tôi không thể vay mượn được khoản tiền lớn từ anh Nhật. Mấy ngày liền chăm mẹ ở bệnh viện, tôi không ngừng suy nghĩ đến chuyện anh Dương nói. Nhìn mẹ ngày càng yếu nằm bẹp trên giường bệnh, tôi bấm bụng tìm đến anh Dương. Vừa nhìn thấy anh Dương là tôi đã lên tiếng. Anh Dương, anh còn nhớ lời hứa mấy hôm trước ở bệnh viện không? Anh Dương gật đầu nói với tôi, em suy nghĩ kỹ chưa? Nhà anh kinh doanh tiệm vàng nên tiền anh không thiếu. Anh chỉ cần một người phụ nữ làm mẹ của con trai anh. Lúc đó tôi không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đồng ý ngay. Một bản hợp đồng đã được lập sẵn từ bao giờ tôi không rõ. Tôi chỉ việc ký tên vào đó, và anh Dương đưa tôi 50 triệu đồng để tôi đưa mẹ đi bệnh viện tuyến trên ngay. Ngày tôi đưa mẹ lên thành phố lớn, anh Dương cũng nhiệt tình đi theo. Anh ta bảo rằng không thể an tâm để tôi đi một mình. Tôi cảm động lắm, nghĩ rằng từ nay tôi sẽ có một người đàn ông quan tâm, yêu thương, chăm sóc mẹ con tôi. Thế nhưng mà dù tiền đã có trong tay, mẹ tôi lại không chờ được đến ngày phẫu thuật. Thế giới xung quanh tôi như sụp đổ, tôi chẳng còn bất cứ người thân nào trên đời. Nhưng vào lúc vừa chôn cất mẹ tôi xong, anh Dương bảo đã đến lúc thực hiện hợp đồng rồi. Nói xong thì anh Dương dẫn tôi đến bệnh viện. Tôi bàng hoàng nhận ra câu nói làm mẹ của con trai anh thực chất là anh ta muốn tôi làm thụ tinh nhân tạo, sau đó sẽ bế con tôi về nuôi. Anh Dương chưa từng có ý nghĩ muốn tôi làm vợ của anh ta. Mẹ tôi đã không còn, bố tôi cũng đã mất từ khi tôi chưa chào đời. Tôi không muốn mất thêm một người thân nào nữa. Tôi gào khóc van xin anh Dương đừng làm vậy với tôi. Thấy tôi khóc, anh Dương sợ mọi người chú ý, anh ta đưa tôi về nhà trọ. Rồi anh ta nói cho tôi biết sự thật, anh ta thuộc cộng đồng cờ bảy màu, yêu được cả trai lẫn gái. Anh ta đang yêu một người đàn ông, nhưng vì là đích tôn, anh ta cần một người sinh con trai. Sau đó anh ta sẽ cùng người yêu nuôi dưỡng đứa bé đó. Nếu vợ tôi không chấp nhận mang thai hộ, anh ta muốn tôi trả lại tiền đã cho mượn để đưa mẹ đi chữa bệnh, trả cả gốc lẫn lãi. Tôi không có khả năng trả nợ cho anh ta, nhưng từ bỏ mối tình đầu đẹp đẽ để làm người mang thai hộ, rồi chấp nhận chia cắt với con, thì tôi cũng không làm được. Tôi thấy bế tắc quá, chẳng biết phải làm sao nữa. Vợ chồng em năm nay cưới nhau được 5 năm rồi, cuộc sống hiện tại khá là viên mãn. Anh trong mắt em là một người đàn ông tài giỏi, yêu thương vợ con. Về kinh tế thì khá là ổn, đầy đủ lắm. Nhưng từ khi em sinh phải ở nhà thì gia đình có chút khó khăn một chút. May mắn là em có người chồng chịu thương, chịu khó, nên thời gian khó khăn ấy cũng trôi qua khá là nhanh. Trộm vía là anh còn kiếm được nhiều tiền hơn trước đó nữa. Tưởng hạnh phúc cứ vậy mà tiếp diễn cho đến khi em phát hiện ra chồng cặp với một người phụ nữ khác. Cảm xúc của em tất nhiên là sốc và đau lòng. Em không hiểu bản thân đã làm gì mà chồng phải tìm em phở bên ngoài. Rõ ràng em cũng giỏi nấu ăn, mặt mũi body sau sinh vẫn xinh đẹp, chứ không hề có dấu hiệu giảm sút gì.
Đúng là khi đàn ông mà đã muốn ngoại tình thì kể cả vợ con đẹp như thế nào cũng không khiến họ thỏa mãn. Em không biết anh ăn phở bên ngoài bao lâu rồi. Lý do em không phát hiện ra là thái độ yêu thương vợ con không hề khác trước. Đã vậy, tiền lương tháng anh lúc nào cũng đưa em đầy đủ, thỉnh thoảng còn bắn thêm rồi mua quà cho em khiến em rất hạnh phúc. Em không nghĩ một người đàn ông như này lại đi ngoại tình đấy. Niềm tin của em đối với chồng suy sụp trong phút chốc. Em không hỏi thẳng anh mà tự tìm kiếm lý do anh phản bội gia đình nhỏ này. Lợi dụng chồng không chú ý thì em có vào máy anh. Điều em tìm đầu tiên là vào tài khoản của chồng xem ổng có bắn tiền cho bồ không. Thật ra em đoán là có, nhưng em vẫn thắc mắc là tiền của ổng đi làm toàn đưa cho em hết. Thế nào lại có tiền mang cho bồ? Thỉnh thoảng ổng còn mua mấy món đắt tiền, rồi sữa và đồ đắt tiền cho con nữa. Có khi ổng kiếm nhiều hơn mà giấu vợ con nuôi bồ bên ngoài cũng nên. Em mang tâm trạng phức tạp vào ngân hàng chồng, thì điều em không tin nổi trước mắt mình đó là dòng chuyển tiền mấy tuần này. Khác với em nghĩ, những dòng xanh lại từ phía tên khác, tên bên kia là Thu hay Thư gì đó, vì không có dấu nên em cũng đoán mò vậy thôi. Cô gái này ngày nào cũng chuyển tiền liên tiếp vào tài khoản chồng em, và chồng em nhận được thì chuyển vào thẻ của em, kèm những nốt ngọt ngào bảo mua sữa rồi làm đẹp cho bản thân. Tự nhiên câu chuyện bắt ghen có sự quay xe mạnh mẽ mọi người ạ. Trong đầu còn bao nhiêu kế hoạch đánh ghen, rồi suy nghĩ việc chất vấn chồng như nào, có nên ly hôn chồng hay không, thì chuyện nó lại không như em nghĩ. Nhìn vào dòng tài khoản này thì rõ ràng người được nhận tiền là chồng em, còn người bị bòn là phía bên kia. Em dựa vào tên ngân hàng tra hết tất cả các trang mạng xã hội của chồng thì phát hiện ra hai người này có tình cảm thật. Chồng em ngoại tình là thật, nhưng chồng em lại khác ở chỗ là lấy tiền bồ đưa cho vợ, chứ không phải là lấy tiền gia đình đi nuôi bồ. Tâm trạng em phức tạp lắm. Tự nhiên em thấy thương chồng, vì sinh con nên em ở nhà làm nội trợ, hiện tại kinh tế chỉ có một mình chồng gồng gánh. Em tính đẻ xong đợi thầm 6 tháng thì đi làm lại, nhưng chồng em thương vợ nhất quyết không chịu. Anh bảo là sẽ cố gắng làm việc, và công nhận mấy tháng sau anh ấy bắn tiền liên tục. Thương chồng làm cực nên em cũng tâm sự nói chuyện. Em bảo nếu anh cực quá thì để em đi làm, em giờ sức khỏe cũng ổn hơn rồi. Anh nghe xong chỉ ôm em thủ thỉ, lúc em trên bàn mổ anh sợ mất em lắm rồi, sức khỏe em vẫn còn yếu lắm. Anh còn khỏe nên em để anh nuôi là được, anh giỏi mà. Hiện tại công ty cũng có nhiều dự án, đã vậy anh còn làm ăn bên ngoài nữa, nên em đừng có lo. Nghe anh nói thì em cũng chỉ biết nghe lời chồng thôi, ai mà nghĩ được dự án ngoài của anh ấy là lấy tiền của bồ đâu. Giờ kết nối lại, em lại thấy bối rối hơn. Có khi nào vì nuôi gia đình này mà anh làm thêm nghề bé đường không? Giờ em không biết mở lời như nào với chồng nữa. Đàn ông họ có tự trọng, nếu biết em phát hiện ra chuyện anh làm sau lưng, em sợ anh sẽ suy sụp mất. Ôi em đau đầu quá. Biết là anh muốn tốt cho gia đình, nhưng mà nghĩ đến cảnh anh ôm ấp ngủ với người khác để có tiền cho mẹ con em lại khiến em bức rứt khó chịu. Em lên đây để mọi người cho em lời khuyên em nên làm gì cho khéo, cũng như để chồng không bị tổn thương ạ. Rồi rồi, không biết là tình trạng làm dâu các bạn sao nha, chứ mình là mình chăn ấm đệm êm lắm luôn. Mình có được người yêu là nhờ thằng bạn mình, mà có chồng cũng là nhờ nó luôn. Nói chung là mọi thứ từ nó hết đó mọi người. Chào mọi người, mình là Thu Trang, cô gái đáng yêu xinh xắn. Nhà mình thì ở quê thôi, nhưng mà lên đến cấp 3 thì bố mẹ chuyển lên thành phố, và thế là mình được học trong một trường tại thành phố luôn. Mới đầu thì đâu quen ai đâu, cho nên có chút rụt rè. Nhưng mà bản thân cũng tâm cơ lắm, mình cứ chọn đứa nào giàu mà làm bạn. Và thật là tình cơ, hôm đó mình đi học á, thì thấy thằng bạn cùng lớp xuống từ con Lexus. À đây rồi, bạn của mình đây nè. Thế là mình tích cực đến làm quen và thành bạn thân đến giờ. Thằng bạn mình tên là Tuấn, đẹp trai, con nhà giàu. Nhưng mà nó bóng mọi người ơi, chỉ là bạn đi thôi à. Đến giờ á, mình hỏi lại sao nó làm bạn với mình á, thì nó bảo là lúc mày làm quen tao, cái mặt mày ngu ngu, nên tao nghĩ mày không biết lợi dụng người khác, nên tao chơi cùng. À dạ, mày cũng đạo phết. Mọi bạn thân mà giàu không đạo thì có mà phí ra, đúng không? May là nó cũng quý em, thành ra cứ đi cùng là mình chẳng bao giờ phải lo lắng trơn. Rồi ngày hôm đó nè, trời mưa vãi cả nho luôn, mình cũng không biết là phải làm thế nào á. Xe thì phải sửa từ sáng rồi, cho nên buộc phải gọi xe. Mà mưa quá, cho nên cứ chần chừ mãi à. Lúc này thằng bóng Tuấn nó xuất hiện như một vị tổng tài. À, đi cùng ối tao nè mày, tao đưa mày về, ok chưa? Gớm, nghe câu đưa mày về rõ oai, nhưng thực ra là đứng đợi sẽ đến đón đó ba. Tầm 5 phút sau thì con mẹt đánh trước mặt nó đưa mình vào xe. Mọi người ơi, trong xe nha, là một anh đẹp trai, siêu đẹp trai luôn ạ. Con gái mà mê trai thì khỏi phải bàn đúng không? Mình e thẹn vuốt vuốt cái mái tóc mai với nụ cười nhoẻn miệng đâu đó. Thằng bạn đi vào nhìn thấy, má ơi sao tự nhiên má thẹn thùng vậy, nhìn có quen má ơi, bổ bả đồ lên đi. Rồi đó mình tát cái bóp vô tay thằng Tuấn cái, rồi đánh mắt vừa người lái xe, nó nhìn cũng hiểu. Ừ, đây là anh trai tao, nay đi học về tiện qua đón luôn, mày mê hả? Má, mê thiệt má ơi, nhưng mà đừng có nói thẳng vậy được không? Mình giới thiệu bản thân chứ.
Em chào anh, em là Thu Trang, là bạn thân nhất của ông Tuấn. Không biết anh tên chi và bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Nhìn anh trẻ đẹp như vậy, chắc cách bọn em 1-2 tuổi thôi anh ha. Mà xe này của anh ạ? À? Thằng bạn nhìn mình không nói nên lời luôn. Giây phút này là giây phút chị tỏa sáng em ơi, em đừng có nhìn chị như vậy, hiểu không? Anh trai Tuấn cũng giới thiệu bản thân, anh ấy tên là Phong, đang học đại học năm 3. Xe này là của ảnh á, hiện đang làm cho công ty gia đình. Eo, mẹ nhà, đẹp trai hợp dội không bóng như thằng bạn mình, được quá, duyệt liền. Mình nhắn tin cho thằng bạn bảo là mời mình về nhà ăn cơm đi. Thằng bạn chuyển khoản là 2 triệu, tao cho mày hẳn bữa sushi, làm ơn đừng cua anh trai tao. Em chuyển lại cho nó 2 triệu rưỡi, tao bo thêm cho mày công mời tao vào nhà ăn cơm, Đó, chốt kẹo, nó mời mình về nhà thiệt. Má bạn ơi, chơi với bạn năm thứ 3, lần đầu tôi thấy nhà bạn đó nha. Trời ơi, nó to, nó rộng mà nó hoành tráng lắm quý vị. Vào trong mới ghê chứ, đẹp miễn bàn. Rồi vô nhà nha, mình cũng ngoan ngoãn chào hỏi bác gái, rồi giới thiệu bản thân. Gì chứ mình cũng được cái miệng dẻo lắm đó mọi người. Nói chuyện bon bon nên ai cũng mê chứ có đùa gì. Ăn uống xong thằng bạn dẫn mình lên phòng chứ. Ê, tao bảo nè, mày đừng có mà yêu anh tao được không? Nhìn nó vậy thôi chứ nó rất bôi đó má. Mày buồn ra đấy tao cũng chẳng biết làm gì đâu nha. Tao thương mày tao mới nói đó, mày hiểu không? Mình nhìn thẳng nó là nói chứ. Nhưng nếu mày giúp tao á, mày giám sát thì anh mày sẽ khác thôi. Chúng ta thành người một nhà, mày còn thương tao hơn, đúng không? Đó, mặt Tuấn nó bắt đầu nó ngợt ra, nó sợ em luôn mà. Từ ngày đó, mình tích cực theo đuổi anh Phong, nó miễn cưỡng lắm nhưng mà vẫn giúp mình thôi. Nó bảo sau này mày như nào thì nó mới chịu trách nhiệm đâu nha. Rồi sau thời gian theo đuổi đi chơi thì cuối cùng mình cũng thành bồ của anh Phong á mọi người. Anh ấy cũng là con nhà giàu nhưng mà ăn chơi tới tầm luôn á nha trời. Trước đó chơi như nào thì mình không biết, nhưng mà từ đợt yêu mình anh ấy thực sự cải tạo quy chính, chăm mình như chăm con luôn á trời má. Ba chúng mình còn rất là hay đi du lịch cùng nhau, mỗi chi phí mình muốn bỏ ra cũng đâu được đâu. Thằng Tuấn á hả, luôn có câu châm ngôn: anh tao không cho thì tao cho mày, mày cứ chơi với tao đến bao giờ tao hết tiền thì tao cho mày trả, ok không? Thằng Tuấn lạng vậy đó mọi người, chơi với bạn thân giàu nó cũng sướng ghê ha. Chúng mình cứ vậy bên nhau, cùng nhau vui vẻ. Sau khi học đại học xong á thì mình cũng chính thức lấy anh Phong làm chồng luôn. Đùa chứ trời, trong đám cưới nha, thằng Tuấn nó khóc quá trời khóc mọi người. Nó lên phát biểu mà toàn dặn anh nó là phải tốt với mình. Nó đeo cho mình nhẫn mà đủ 10 ngón tay mới chịu nha. Đường cái thích làm màu nên diễn cũng hay lắm luôn. Đám cưới xong á thì hai vợ chồng mình có đi qua hàng nghỉ dưỡng 2 tuần liền. Anh Phong lúc nào cũng yêu thương mình trơn, mà cũng bận vì công ty mới mở cần giám sát thường xuyên. Tuấn nó sợ mình đi trăng mật nó buồn á, thế là khoảng 3 ngày sau là nó có mặt tại hàng à. Sau đó nó thay anh Phong đưa mình đi chơi luôn. Được thằng em chồng đáng đồng tiền bát gạo ghê nơi chứ. Nó đưa thẻ cho mình, thích gì mình cà cái đó. Nó chúc mừng mình nó vào nhà nó vậy đó mọi người. Từ ngày về chung nhà nha, mình chưa bao giờ buồn luôn á. Thằng Tuấn rảnh là kéo mình đi du lịch hả, đi chơi hả. Cuối tuần á là nó thúc đích anh Phong dậy để mà đưa mình đi mua sắm, đi hẹn hò cùng với nhau. Có lần mình với chồng cãi nhau á, mình bỏ qua phòng thằng Tuấn ngồi trưng trưng. Nó thấy mình thế liền qua phòng chứ. Anh Phong nha, đã nói là con bạn em tính nó hơi cọc rồi, dễ cáu rồi mà cũng dễ khóc nữa. Anh chịu được thì lấy, anh bảo anh chịu, giờ anh làm nó khóc thế này kìa, anh chịu trách nhiệm đi chứ. Nghe thằng bạn nói vậy, mình cũng kết hợp diễn luôn, khóc to hơn quá trời. Thì anh Phong vội vàng ôm mình vô lòng, xin lỗi liên tục à. Sau đó nha, còn tự tay xuống bếp làm bữa khuya cho mình và hứa sẽ đưa mình qua Úc đi du lịch nữa chứ. Nói chung là cũng dịu đi, vừa có thằng bạn tâm sự, vừa có anh chồng yêu thương, cái số mình nó đúng sướng luôn. Trời, cảm ơn bạn thân nhiều nha.